Hoàng Thùy Minh là một trong 5 nhà thiết kế có mặt tại triển lãm thời trang tốt nghiệp lần này. Lấy cảm hứng từ hình dáng, kết cấu của tinh thể, đường nét mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính, kết hợp họa tiết độc, lạ, Thùy Minh muốn khắc họa một hình ảnh phụ nữ Việt Nam sáng tạo ở trong đó. Có những bộ quần áo trong bộ sưu tập này khá là mềm mại và nữ tính, thì đó là cái mà mình muốn khắc họa nên được tính cách của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Đó là vừa cá tính, vừa độc lập, vừa hướng đến những cái mới mẻ nhưng mà vẫn giữ được cái sự mềm mại nữ tính của mình giống như là người phụ nữ Việt Nam truyền thống, tức là có sự kết hợp và của giữa thế giới và Việt Nam. Còn đây là bộ sưu tập của nhà thiết kế Bùi Minh Phương. Câu chuyện của Minh Phương là vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên tạo nên sự đồng điệu với con người. Triển lãm thời trang tốt nghiệp được xem dấu mốc quan trọng khởi đầu sự nghiệp. Chính vì thế, đây cũng chính là lúc họ thể hiện góc nhìn về thời trang, văn hóa và con người. Cái của em là nó thuộc về cái cảm hứng, ngẫu hứng tự nhiên của nảy sinh từ trong con người. Thì em nghĩ là không chỉ phân biệt vùng miền hay là phân biệt cái các quốc gia nào trên đi chăng nữa, thì em nghĩ là bộ sưu tập của em có thể là sẽ được tất cả mọi người đón nhận. Ngành công nghiệp thời trang Việt Nam hiện nay còn rất non trẻ, chính là cơ hội cho các bạn trẻ ở Việt Nam thử thách với nghề. Một triển lãm luôn được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam chờ đợi. Ở đâu đó, khán giả thấy những khó khăn, vất vả trên chặng đường khẳng định mình của các nhà thiết kế trẻ. Nhưng đọng lại là niềm tin mãnh liệt của lòng yêu nghề, vững tin vào con đường và niềm đam mê đã chọn.